Sáng ngày 15 tháng 7, đồng chí Nguyễn Thái Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đã chủ trì hội nghị sơ kết hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố 6 tháng đầu năm triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Dự hội nghị có đồng chí Trá của Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân các huyện, thành phố. 6 tháng đầu năm 2022, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện, thành phố đã có nhiều sáng tạo đổi mới trong công tác và phương thức hoạt động. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân các tổ đại biểu có nhiều tiến bộ, kế hoạch khảo sát, giám sát được xây dựng khoa học, bám sát thực tiễn, tập trung vào các vấn đề bức xúc mà cử tri và nhân dân quan tâm. Phương pháp giám sát có sự cải tiến, kết hợp giữa nghiên cứu báo cáo với xem xét thực tế tại địa phương, cơ sở. Thường trực Hội đồng nhân dân đã phối hợp tốt với Thường trực Ủy ban nhân dân ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam cung cấp trên các mặt công tác vừa phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế an sinh xã hội điều hòa hoạt động của các ban hội đồng nhân dân các tổ đại biểu hội đồng nhân dân theo kế hoạch đề ra duy trì và tổ chức thành công các phiên họp của thường trực hội đồng nhân dân việc tổ chức nhiều kỳ họp chuyên đề trong năm đã góp phần chủ động trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương và kịp thời kiện toàn công tác tổ chức của hội đồng nhân dân đảm bảo hoạt động được liên tục Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm, trong đó tập trung cao cho đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, đổi mới công tác thẩm tra văn bản trình kỳ họp, nâng cao chất lượng công tác giám sát của Thường trực và các ban của Hội đồng nhân dân, tăng cường theo dõi, tích cực đôn đốc việc thực hiện các kiến nghị sau giám sát. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thái Hưng đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân các ban của hội đồng nhân dân và các vị đại biểu hội đồng nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện tiếp tục chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy địa phương tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đối với tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân, quan tâm tổ chức giám sát việc tổ chức thực hiện các chủ trương của trung ương, nghị quyết của quốc hội, chính phủ và hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế xã hội, tài chính ngân sách, đầu tư công năm 2022, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2022 và cả giai đoạn 2021 2026